Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh SuongSpain. Trong video hôm nay, mình sẽ quay bán phố hoa ở Donostia-San Sebastian, thủ đô của ghi quốc hoa Sebastian, miền bắc của đất nước Tây Ban Nha.
Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn thích video của mình. Nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.